tôi gửi cho bạn video này. Tôi đã nguyện vọng mọi người nào tìm được cái xe hóa đơn, nhưng khi mà bạn thấy tên là Vin và đây là kết quả, tôi chưa làm một máy. Nếu thì các bạn là làm ăn nhật, tôi không biết là bạn làm ăn nhật nào đâu, nhưng bạn làm như này là bạn đang lừa đảo, lừa tôi. Trước khi tôi mua rất là tin tưởng, thực sự đến giờ phút này thì không tin tưởng nữa. Còn bạn nói là không Vin thì tặng máy đúng không? Tôi không cần cái tặng máy của bạn. Thế các bạn, tôi cần là tất cả chất lượng của bạn thôi. Ok bạn. Yes, đây là iPhone 11. Tôi ấn nhận bạn. Bên tôi đã dùng. Từ ngày mua đến bây giờ, tôi nhận bạn bên linh kiện như thế này, có phải riêng không? Đây là email á. Tôi không biết là số email của bạn như thế nào, đây là email của tôi. Đây là email của bạn. Nếu bây giờ bạn bảo là không phải mấy của bạn thì tôi cũng chịu. Còn tem của bạn thì tôi không biết là còn hay không. Bây giờ thì chắc là còn cái gì. Thế là bạn biết rằng đây cái vết. Tôi nhớ không nhầm lúc tôi mua máy là có một cái vết xước ở đầu đây. Chờ đấy. Cái vết cắn của bạn này vẫn còn nguyên đấy, còn máy tôi đổ ốp đây, tôi không thể lau đâu. Thank you.